Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp trên cả nước, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương đang tăng cường thực hiện kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y. 6 tháng đầu năm 2024, Chi cục chăn nuôi và thú y Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát giết mổ trên 4.000 con trâu bò, 48.500 con lợn, 3.100 con thỏ, 520 con dê. Bên cạnh đó, tổ chức lấy 60 mẫu swab trực tràng lợn, nhanh kiểm tra chất cấm tổ chức cho các cơ sở giết mổ thực hiện cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất qua đó nâng cao nhận thức của người dân nhằm ngăn ngừa xâm nhập lây lan dịch bệnh vào địa bàn